Chào bạn, sau rất nhiều sản phẩm công nghệ thì ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm cũng rất là đặc biệt, cũng liên quan đến công nghệ và nó sẽ là một chiếc ví. Vâng, đây là một chiếc ví đặc biệt và ngày hôm nay tôi sẽ review cho các bạn chiếc ví này bởi vì nó có giá trị là khoảng 10 triệu đồng. Đầu tiên thì về chất liệu làm cái ví này thì chúng ta có thể thấy là đây là một chất liệu làm bằng da, và không biết là nó là da bò hay là da gì thì mình không rõ, nhưng mà ngày hôm nay thì mình có cảm giác là da ở đây sờ vào rất là mịn, cũng như là cái phần gấp của nó sẽ không tạo nên cái nếp mà chúng ta nghĩ là nó sẽ bị gãy. Về thiết kế thì cái ví này nó sẽ có hai ngăn chính ở đây, và nó sẽ chia ra là một hai ngăn bằng nhau chứ không có to có nhỏ gì cả. Có thể các bạn tùy là bỏ tiền to hay tiền nhỏ, tiền lẻ ở đây đều được. Ở ngoài hai cái ngăn to thì các bạn ở mỗi cánh thì nó sẽ có là hai ngăn bé nữa đấy, hai ngăn bé đây thì chúng ta có thể bỏ rất nhiều thứ, ví dụ như là bỏ thẻ này và bỏ cả ảnh người yêu. Tuy nhiên thì chúng ta không thể lộ ảnh người yêu như cái ví của tôi bình thường. Thẻ như là CGV, thẻ Lotte, thẻ Vinmart thì chúng ta có thể bỏ kín được cả 8 cái này. Điểm đặc biệt ở cái ví này thì nó sẽ có cái logo của Nvidia và logo của Aros, và ở đây thì chính hai cái logo này sẽ khiến cái giá trị của cái ví này lên tới 10 triệu. Bởi vì là với chiếc ví này thì các bạn không thể nào mua được ở ngoài shop cũng như là mua ở ngoài chợ Đồng Xuân được, mà các bạn phải mua combo sản phẩm này thì các bạn mới có thể sở hữu được chiếc ví này, và combo sản phẩm này thì có trị giá lên khoảng gần 10 triệu. Và cái combo đó chính là ở đây, đó là ba mạch bo mạch chủ Z370 Aros Gaming 3 và các đồ họa là GTX 1060 GB. Và ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy là combo này không phải là combo bình thường mà là combo có hình của đội tuyển Gigabyte Marine. Như các bạn đã biết thì đội Gigabyte Marine vừa thua Evos ở trận chung kết. Tuy nhiên thì Gigabyte vẫn là một cái đội tuyển mà đã đưa tên tuổi của nền Liên minh huyền thoại Việt Nam ra ngoài thế giới. Ở đây thì các thành viên được in lên trên cái bo mạch chủ cũng như là trên cái card đồ họa này, thì chúng ta có thể thấy những cái thành viên của năm nay chứ không phải của năm trước. Nào là chúng ta sẽ có Zero Day này, No Way, Archi, rồi là những thành viên mới như là Chris Sky, rồi là Zeros. Chúng ta đều có đầy đủ cái bộ đội hình mà dự chung kết VCSA vừa rồi. Tuy nhiên thì họ thua nhưng mà cũng vẫn là một cái kỷ niệm rất là hay. Và bây giờ thì nếu như các bạn muốn sở hữu một cái chiếc ví da này thì các bạn sẽ cần phải mua combo gồm một cái bo mạch chủ Z370 cũng như là một cái card đồ họa GTX 1060 trở lên, thì các bạn sẽ sở hữu được một cái ví da mà tôi vừa giới thiệu cho các bạn vừa rồi. Nói một chút về hai cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ có bo mạch chủ Z370 Aros Gaming 3. Thì đây là một bo mạch chủ có thể nói là Aros bán chạy nhất từ trước đến nay. Đầu tiên thì bạn có thể nhìn thấy là thiết kế nam tính mạnh mẽ của nó, với bộ vỏ tản nhiệt được thiết kế lại trông mạnh mẽ và thu hút, với khả năng tản nhiệt không có đối thủ. Thứ hai thì Z370 Aros Gaming 3 này được trang bị hệ thống đèn LED RGB Fusion. Có thể nói đây là hệ thống đèn LED tân tiến nhất trên thế giới. Với sản phẩm này thì Gigabyte ngoài việc hỗ trợ đèn LED trên logo chim đại bàng, khu vực xử lý âm thanh, bên cạnh đó thì Gigabyte là hãng đầu tiên hỗ trợ đèn LED RGB với ánh sáng màu trắng rực rỡ, bắt mắt, chất lượng linh kiện siêu bền và các công nghệ khác như là Dual BUS và công nghệ Smart Fan 5, thì quạt tự động điều chỉnh tốc độ quay theo nhiệt độ của từng khu vực trên main, khe cắm PCI bọc thép chống rỉ cao cấp, USB 3.1 Gen 2 với giao diện USB Type-C và USB Type-A, cổng USB đáp áp có thể điều chỉnh dòng điện để đảm bảo tín hiệu đầu ra tốt nhất. Công nghệ đó là một vài điểm nhấn trên bo mạch chủ Z370 Aros Gaming 3 này. Thế còn các đồ họa GTX 1060 này thì sao? Gigabyte GTX 1060 WinForge thì có công nghệ WinForge X2 tản nhiệt hiệu quả hơn 23% so với quạt truyền thống. Chế độ quạt tự động cho khả năng chạy Silent Aros Fan Connect, trang bị các đầu cắm quạt được điều khiển kết hợp mang lại hiệu quả làm mát tối ưu, dễ dàng ép xung với công nghệ Aros, ghế siêu bền với công nghệ Ultra Durable. Với chiếc card đồ họa này thì những công nghệ thực tế ảo phổ biến hiện nay đều có thể sử dụng được. Vâng, và đó là một vài thông tin về hai cái combo bo mạch chủ cũng như là card đồ họa có in hình đội tuyển Gigabyte ở đây. Và nếu như các bạn sở hữu hai cái sản phẩm này thì các bạn sẽ sở hữu được một chiếc ví da ở đây. Và tôi khẳng định là chiếc ví da này có giá là khoảng trên 10 triệu đồng thì nó cũng không sai, đúng không ạ? Và vừa rồi là một clip giới thiệu về một chiếc ví da cũng như là một bo mạch chủ và các đồ họa của chúng tôi. Hy vọng là các bạn sẽ thích video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.